Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Ngọc Lan, Hoàng Trần Thủy trở lại với quý vị phần 4 của Cà Phê Sáng. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến luật của California sẽ gây khó khăn thêm cho giới nhà nông, nhất là những người nuôi gà, nuôi heo. Đạo luật này đã được người dân, trong đó có Ngọc Lan, chúng tôi nữa, bỏ phiếu. Không biết Ngọc Lan còn nhớ không, năm 2018, trong đó có cái việc đi bầu đó, thì trong đó có một cái câu hỏi đặt ra. Chúng ta có muốn cung cấp thêm chuồng trại cho những con gà đẻ trứng, heo và kể cả những con bê hay không, quý vị? Họ muốn những cái con bê đó cũng phải có những cái nơi mà ăn gặm cỏ, đi thoải mái hơn. Thì đây là bức ảnh đã khiến cho những người bảo vệ súc vật họ than phiền và thậm chí để đơn kiện luôn nữa. Gà đẻ trứng mà rồi gà nuôi thịt đó, cái gì mà chật như thế, làm sao mà chúng có thể mà có một cái đời sống thoải mái hạnh phúc trước khi lên bàn mổ được. Cho nên đạo luật này được mang tên là The Farm Animal Confinement Prohibition. Nghị quyết số 12 cung cấp thêm các chuồng trại. Và quý vị nhìn thấy những con heo này đó, họ nói rằng không thể để những con heo mà chúng ta ăn vào mà chúng sống trước khi được lên bàn mổ mà đau khổ như thế được. Thôi thì mình ít nhất mình cũng cho chúng có một thời gian hạnh phúc. Và đây là bức ảnh nữa, đề nghị mỗi một con heo phải được ít nhất 24 square feet sinh sống. Cái chỗ mà chúng tôi đang ngồi đây đó, bình thường đó họ có cả 100 con heo và nó không có di chuyển được luôn nữa. Nó có thể cố gắng lắm thì quay đầu chứ còn không có đi được ở trong. Bây giờ với mỗi một con heo mà 24 square feet đó, thì cái phòng gian phòng của chúng ta đó, chúng tôi nghĩ chừng 20 con à. 20 con heo. Thế thì các nhà nông họ than phiền như thế này. Chúng tôi đã xây dựng chuồng trại từ bao nhiêu năm nay đó, đã đủ sản xuất mỗi một năm có thể là 1.000 con heo đại loại này như thế. Bây giờ chúng tôi chỉ sản xuất được còn có 200-300 con heo. Tiền cũng phải cung cấp bao nhiêu thế. Mà bây giờ ở California đất đai quá đắt đỏ, chúng tôi không thể nới rộng hơn nữa. Thì điều đó, thay vì một con heo chúng tôi bán 200 đồng, bây giờ chúng tôi phải bán 400 đồng một con heo. Ai sẽ chịu cái giá cao như thế? Thì chính những người mà California ủng hộ cho cái đạo luật này sẽ phải trả giá. Và cả người dân California cũng trả giá. Mà kể cả thịt heo, thịt gà, trứng gà mà sản xuất xuất cảng ra khỏi tiểu bang cũng sẽ có cái giá cao hơn bình thường. Điều đó sẽ gây thiệt hại đến kinh tế của California như thế nào thì chúng ta sẽ chờ đợi. Nhưng mà bắt đầu vào 1 tháng 1 năm 2022 sẽ chính thức có hiệu lực. Người ta thì đấu tranh cho nhân quyền. Còn ở đây, ở ngay tại xứ Mỹ này thì gọi là gì? Động vật quyền. Phải cũng phải thú có... Thú quyền. Thú quyền. Nó cũng phải có được một cái sự thoải mái trước khi là trở thành món ăn cho mọi người. Quay trở lại với lại tin ở Việt Nam, thì trong lúc mà tình hình dịch bệnh như vậy, nhiều những cái chỉ thị cứ đưa ra là và thay đổi xoành xoạch. Mới hôm trước thì là quân đội sẽ đi giao thực phẩm, rồi sau đó quân đội không đi giao, quân đội chỉ canh các chốt thôi, hay là quân đội chỉ phụ cái công việc vận chuyển, nói chung là thay đổi liên miên. Thì bây giờ người dân người ta cũng nháo nhào nhiều nơi đó, thì họ cũng đã nhận được cái phiếu, ví dụ như là một tuần chỉ được ghi danh đi đăng ký mua đồ đó, gọi là đăng ký mua đồ một lần. Rồi người ở phường khóm đó, ông tổ trưởng dân phố, bà tổ trưởng đó sẽ làm rồi sẽ đưa đến từng nhà. Thì cũng có những nơi họ nói
chưa thấy gì hết, bây giờ tôi cần có đồ ăn mà chưa biết cái cách thức đi chợ ra làm sao, ai sẽ mua giùm tôi sẽ trao tiền như thế nào. Thì rồi họ cũng đưa ra những cái cách là sau khi mà đã ghi cái danh sách là mua thực phẩm là cái gì, rồi bây giờ đó phải đưa trước tiền là bao nhiêu, hay là đi khi đưa hàng tới thì họ sẽ giao tiền. Người dân mà bây giờ người dân không có tiền mặt thì sao, mà cũng không đi ra ngân hàng để mà lấy tiền mặt được, thì những người giao hàng đó họ có thể họ đi lấy tiền mặt giùm, họ đi cash tiền giùm. Thì lại có một cái chuyện nữa là hỏi, ủa nếu mà mình cầm cái thẻ ngân hàng đó mình đi ra chỗ ngân cái chỗ mà ATM mình lấy tiền đó thì phải có mật mã, có số pin, thì phải cung cấp cho cái người đó, thì cái chuyện đó sẽ như thế nào cũng là vấn đề. Rồi bây giờ thì bên trong cái lúc mà tình hình nó đang rối loạn như vậy đó, thì bên Sở Nội vụ của thành phố Hồ Chí Minh lại đưa ra một cái kiến nghị rằng là ngoài cái chuyện mà làm sao để mà người dân đi tới đi lui có thể theo dõi được, thì phải có thêm ngoài cái chuyện giấy đi đường rồi vân vân, thì bây giờ lại có thêm một cái gọi là áo nhận diện. Áo nhận diện. Thì họ nói áo nhận diện là cái gì? Đó là nói là những cái áo thường mặc trong cái thể thao, những người ta mặc giống như đồng phục vậy, mặc cùng một màu cho người ta biết. Thì giờ Sài Gòn sẽ quyết định chọn là màu xanh. Thì bây giờ đó, những nơi nào mà người công nhân hay là nhân viên phải đi làm trên đường mỗi ngày thì yêu cầu phải có cái áo nhận diện. Đi trên đường phải có cái áo đó, không có cái áo đó là không được. Ngồi trong xe hơi cũng phải mặc cái áo đó, tức nghĩa là cứ xuất hiện trên đường là phải có cái áo, mà muốn có cái áo đó phải mua. Thì bây giờ có những cái công ty á, đã nói là mua, ví dụ như công ty của họ 20 người nhưng mà chia ra trực ở công ty á, mỗi ngày chỉ cần 3 người thì mua 3 cái áo, 3 người đó mặc trong suốt tuần lễ đó, rồi sau đó cái áo đó sẽ được chuyển cho 3 người sau. Thì cũng là một cái cách để mà kiếm tiền. Bây giờ những cái doanh nghiệp nào, cơ quan nào muốn mua áo đó thì phải báo qua bên Sở Công Thương để mà người ta tìm áo cho và phải trả tiền. Vào tháng 9 tới đây thì rất nhiều các trường đại học sẽ mở cửa lại và học sinh, sinh viên sẽ vào học trở lại. Và nghi riêng ở California, hệ thống Cal State UC họ đã khuyến cáo rồi. Khi mà vào học mà ghi danh để mà vào học đó, được nhận vào rồi đó, bên cạnh đó phải cung cấp cái thẻ chích ngừa toàn phần, tức là được 2 mũi rồi để vào các đại học được. Thì sáng ngày hôm nay trường đại học của Virginia cũng là một cái thí dụ điển hình để cho thấy rằng cái tình trạng mà kiểm soát gắt gao các sinh viên vào học cái khóa mùa thu năm nay khó khăn như thế nào. Ít nhất là 49 sinh viên đã ghi danh vào các lớp học đã không được vào học vào đầu tháng 9 tới đây. Mà họ nói đây chỉ là trong số 238 sinh viên đã nhận được email, điện thoại gọi tới nhà nói rằng chúng tôi sẽ không cho các em vào lớp bởi vì các em đã không cung cấp thẻ chích ngừa. Mặc dù biết là trừ các trường đại học công lập thôi, còn các trường tư nhân thì tùy theo các trường, có trường thì không có đòi hỏi, nhưng mà nói chung hệ thống mà công lập của Hoa Kỳ là yêu cầu các sinh viên phải chích ngừa nếu muốn ghi danh học khóa mùa thu này. Thì Virginia sáng ngày hôm nay họ nói họ đã đuổi, nói là đuổi nhưng mà không đúng, họ không nhận cho các em này cho đến mùa tới, bởi vì bây giờ xong rồi, cái mùa này bây giờ ghi danh các lớp đã đóng hết rồi, mỗi một lớp họ mở ra một cái là như là có nhiều người ghi danh không kịp đó, họ phải chờ để những các em khác bỏ lớp với nhảy vào được cho trong một vài tuần lễ đầu tiên của khóa mới nhất. Thì giờ đây thì họ, đây cũng là một cái tin tức để khuyến cáo tất cả các phụ huynh và các sinh viên trên toàn quốc Hoa Kỳ đó là phải chịu khó đi chích ngừa. Nhiều em không biết vì lý do nào, có thể là vì gia đình không chích ngừa rồi các em cũng thờ ơ mà vẫn ghi danh đi học như thường mà không chịu cung cấp. Họ lúc mà ghi danh thì vẫn được vào như thường, nhưng mà sau đó họ chờ đợi thì họ có cái hạn chót là ngày 22 tháng 8 là các em phải cung cấp thẻ chích ngừa. Thì đến ngày 22 tháng 8 họ không có cái số mà chích ngừa này. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Và bây giờ thì phải tạm chia tay với khán giả của Cà Phê Sáng và với Ngọc Lan. Xin chào anh Thị. Kính chúc quý khán giả một sáng đầu tuần thật là nhiều sức khỏe.